Nếu anh em là vị vua gaming, hung thần trò chơi, chúa tể của những tựa game MOBA, đứa con rơi rớt của Simple và Faker thì chắc chắn 60 chả là cái gì với anh em cả. Thực sự như thế đấy. Bây giờ anh em cần phải 144, 240. Nhưng mà nhiều anh em bảo là 240 bây giờ đắt quá, 8 triệu mới mua được một chiếc. Mình giới thiệu cho anh em ngay một chiếc 7 triệu anh em nhá. Trên bàn của mình đây đó chính là chiếc Visionic VX2719 PC MHD. Đây là một chiếc màn hình 240Hz. Và với mức giá 7.069.000 thì liệu rằng nó có là xứng đáng với anh em không, hay là làm đôi ta chia lìa? Hãy cùng bắt đầu video này nhá. Nếu mà anh em biết về ViewSonic ý, thì ViewSonic họ cũng có đã một chiếc màn hình khá là tốt rồi, mà mình cũng đã từng review được trên là chiếc XG2431 thì phải. Đấy cũng là một chiếc màn hình 240Hz nhá, IPS này, 24 inch này. Và đấy là một màn hình có thể gọi là top 1 về 240Hz bây giờ. Nhưng mà bây giờ anh em không muốn bỏ ra mức tiền là 8 triệu, anh em muốn rẻ hơn cơ. Thế thì đây là một chiếc màn mình có thể nói là một chiếc màn rẻ nhất, 240Hz rẻ nhất mà của một hãng lớn như là hãng ViewSonic này. Bây giờ cùng mình mở hộp thôi nhá. Trong hộp chúng ta sẽ nhận được là một cục dây nguồn, một dây display port, một cụm chân đế, một cục nguồn và cái tấm nền của ta. Ui giời, tấm nền này to đấy. Thì trong khi đang cầm tấm nền thì mình nói trước nói qua một tí đi. Đây là một chiếc màn hình 240Hz mình đã nói rồi. Nhưng mà kích cỡ của nó là 27 inch anh em ạ. Thế nên là đảm bảo rằng chơi Liên Minh trên này thì to đấy, đẹp đấy. Và độ phân giải của em này là Full HD cộng với cả một đường cong 1500R để cho anh em có thể gọi là trải nghiệm được những trải nghiệm gaming tuyệt vời nhất với chiếc màn hình như thế này. Bây giờ thì mình hãy setup cái màn hình đây nhá. Rồi, sau khoảng tầm 3 bước thì mình đã lắp xong cái màn rồi. Lúc này thì chúng ta đã có thể thấy cái độ đẹp đẽ của chiếc màn chúng ta. Đây là một chiếc màn hình cong đúng không? Và nó sẽ có một thiết kế full màu đen luôn. Nó không phải là màu gọi là gaming quá, nhưng mà nó cũng khá là văn phòng này anh em ạ. Nếu mà anh em đánh giá này, anh em nhìn thấy không? Nó cũng khá là nhẹ nhàng và dịu dàng thôi, chứ nó không phải thiết kế quá là gaming. Thế nên là nó khá là phù hợp với cả cái môi trường bản học của anh em này. Hoặc là nếu mà anh em muốn bảo bố mẹ đây là một chiếc màn để con học hành học tập đúng không? Thì cũng ok, không vấn đề gì cả. Đằng sau chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 cổng kết nối anh em nhá, 2 đầu HDMI và 1 đầu DisplayPort. Chúng ta sẽ có thêm một cổng, đó chính là cổng tai nghe nữa, để anh em cắm cái tai nghe vào đây cho nó đỡ ngắn hơn một chút. Và chúng ta sẽ có thêm cái đầu nguồn. Đây là một cái điểm mà mình không thích lắm ở trên những chiếc màn như thế này, tại vì nó sẽ dùng nguồn adapter anh em ạ, dùng tức là cục chuyển đổi adapter, khiến cho cái việc mà chúng ta tự dưng lại có lòi thêm một cái cục này ở dưới bàn hơi khó chịu một chút. Giá mà ViewSonic họ có thể làm chiếc màn này chỉ dùng cái dây như này thôi thì mình thực sự thấy là quá đỗi là tuyệt vời. Nhưng mà thôi, một chiếc màn hình có 7 triệu như này, 240Hz, 27 inch thì quá là tuyệt vời rồi. Thì mình nghĩ rằng là thôi, đành chạy thôi chứ biết nào giờ. Ở bên dưới đây đúng không, chúng ta sẽ có đó chính là rất nhiều các nút bấm. Thì đây không phải là joystick anh em nhé, đây chỉ là nút bấm bình thường thôi. Đấy, nút bấm bình thường này chúng ta sẽ có thêm cái đèn LED ở đây, hình như là đèn LED thôi. Và sẽ có tổng cộng là 2, 4, 5 cái nút bấm. Và tí nữa mình sẽ vào cho anh em xem là những nút bấm này có tác dụng gì nhá. Rồi, ok. Bây giờ thì cùng cắm màn lên lên văn quẩy nha nhỉ. Ok anh em ơi, mình đã vừa vào được Windows rồi. Thì bây giờ hiện tại là anh có thể thấy đấy, chiếc màn chúng ta khá sáng và khá đẹp đúng không ạ? Bây giờ mình vào trong Nvidia Control Panel nha, để mình chỉnh HZ lên nó cao tí. Hiện tại đang ở là Full HD này, 60Hz này. Bây giờ mình sẽ chỉnh lên cho 240 luôn cho anh em nhá. Mượt luôn. Rồi, di chuyển chuột đã thấy mượt hơn rất là nhiều rồi. Và bây giờ thì mình biết do là mình đã bật lên rồi, mình sẽ xem là trong cái menu của nó có gì hay ho nhá. Hiện tại này, vào này chúng ta sẽ có đó chính là đầu tiên là chọn input này, tiếp theo là chỉnh volume này. Tại vì nhá, chiếc màn này còn có hai cái loa ở hai bên cơ, thế nên là anh em có thể không cần phải mua loa, không cần phải đeo tai nghe vẫn có thể nghe nhạc được trên chiếc màn này. Tất nhiên là nó cũng không phải là nhạc kiểu xịn lắm, xịn xò vô cùng, nó cũng chỉ là một chiếc loa vừa đủ cho anh em sử dụng thôi. Thế nên là nó chỉ để gọi là theo chống điếc thôi. Còn nếu mà anh em muốn những trải nghiệm kiểu 7.1, 5.1 nhất ấy, thì anh em cũng phải dùng tai nghe anh em nhá. Còn đây là những chiếc loa để cho anh em có thể gọi là sử dụng nếu mà anh em đang không có bất kỳ thiết bị âm thanh gì cả. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có đó chính là view mode. Để chúng ta có thể chọn những các mode khác nhau này, standard này, FPS này, RTS, mobile, movie, web, exact mode. Thì mình cứ để standard, mình cảm thấy đây là ổn định nhất. Và color adjust chúng ta sẽ có chỉnh được độ tương phản này, màu này, gọi là độ ấm của màu này, và các giải màu nữa. Đây, giải màu này, rồi có BUV này, xong rồi có full range, limited range này. Và cái này thì anh em phải có những thiết bị đo màu thì anh em mới có thể đảm bảo được là chuẩn được hay không. Chứ bây giờ mình không thể chỉnh tay được đâu.
Về tiếp theo nữa chúng ta sẽ còn có đó chính là cái chỉnh những cái rìa bên ngoài thôi, như là sharpness này, về cái lọc ánh sáng xanh này, aspect ratio này, black stabilization này, và response time các thứ các kiểu. Và cuối cùng chúng ta sẽ còn có đó chính là adaptive sync nữa. Bật vào phát cho anh em xem. Adaptive sync cái này ý, để làm sao anh em biết không? Tức là nếu anh em để ý thì chiếc màn chúng ta khi mà chơi dưới cái độ tần số quét của cái màn ấy thì nó sẽ bị một cái đó chính là lệch khung hình, khiến cho bị xé hình, tức là kiểu những cái hình nó đang một cái nửa hình là đang render thì cái nửa hình chưa render xong dẫn tới hiện tượng xé hình ấy, nếu anh em biết cái điều đấy. Thì cái adaptive sync giúp cho anh em có thể sync được từng FPS với cả cái tần số quét của màn hình, khiến cho cái màn hình sẽ không bị hề bị xước nữa, không hề bị xé hình nữa, và điều đấy cực kỳ là tốt, đặc biệt là trên một chiếc màn hình 240Hz như này. Và nếu mà anh em ví dụ chẳng có những chiếc cạc kiểu cù một chút ấy, chẳng như là 1050 này, hoặc là những chiếc 1660 mà chơi những tựa game AAA chỉ chơi được khoảng tầm 60, 70 hay 100 FPS ấy, thì Adaptive Sync là nơi để giúp đỡ anh em nhá. Có cái đấy thì quá là tuyệt vời luôn. Ngoài ra nữa chúng ta sẽ còn có đó chính là xem nào. Chúng ta sẽ còn có cả một milli-giây mode, nhưng mà khi mà mình bật Adaptive Sync lên thì nó sẽ không cho phép cái một milli-giây một millisecond mode nữa, tại vì Adaptive Sync nó vẫn phải yêu cầu cái màn chúng ta phải xử lý một chút, thế nên là khó mà có thể đạt được cái tốc độ phản hồi một milli-giây mà ViewSonic đã quảng cáo cho ra. Bây giờ thì mình gọi là 100% vì gamer nhá, mình sẽ tắt Adaptive Sync đi và mình bật cái một milli-giây mode lên. Anh em biết như thế là sao? Như thế này ấy, tức là nó đang ép xung cái tấm nền của chúng ta để có thể đổi liên tục, khiến cho nó đổi, tức là cái đổi giữa từng frame một nó nhanh chóng hơn ấy. Thì cái điều này nó sẽ là một sự hy sinh giữa của tấm nền, tức là chúng ta sẽ phải giảm cái độ sáng của màn hình đi. Nó cũng giống như là cái black frame insertion của cái màn XG2231 thì phải. Cái công nghệ đấy thì giúp cho cái tấm màn chúng ta có thể gọi là đạt được cái độ nét nhất này, mượt mà nhất này, khó bị bóng mờ hơn này, và vẫn đạt được cái độ phản hồi thấp nhất chúng ta có thể. Nhưng mà cái này ấy, chỉ dành cho những em nào mà truly gamer thôi, 100% gamer thôi. Chứ nếu mà chẳng hạn đây là trong tình hình trạng là full sáng của trong studio chúng mình đúng không, thì mình đánh giá thực sự đây là một cái ánh sáng nó khá là tối. Và nếu mà anh em ở trong một cái căn phòng tối thì đây là tuyệt vời, nhưng mà trong những căn phòng sáng hay là những cái môi trường kiểu nhiều đèn nhiều đóm ấy, thì đây sẽ không phải là một cái setting mà anh em nên đặt đâu nhá. Rồi, ngoài ra thì chúng ta sẽ không còn gì nữa, chúng ta sẽ còn có eco mode các kiểu này, chúng ta sẽ có các thứ setting các thứ thôi. Mình thực sự là giá mà ViewSonic họ có thể thêm được cái joystick ở đây cho dễ dùng, chứ anh em thấy không, mình cứ bấm sai liên tục ấy, tại vì là nó khó đặt quá. Nếu mà giống như là chiếc màn hình ViewSonic cao cấp, ViewSonic Elite ấy, mình nhớ là cái màn đấy có joystick, còn kể cả phiên bản XG hay phiên bản này thì đều vẫn chỉ là nút bấm bình thường thôi anh em nhá. Tắt đi cho sáng này, sáng luôn. Ok, nhưng mà anh em review màn hình ai quan tâm tới cả cái OSD nhiều làm gì đúng không? Chỉ cần đặt đúng một mức thôi để em có thể xem được là như nào. Bây giờ thì mình hãy cùng thử bắt đầu vào chơi game xem nó có mượt mà không nhá. Hiện tại thì mình đang đây trong tựa game CSGO rồi, em có thể nghe thấy tiếng có tiếng loa, có tiếng loa nhưng mà nó hơi bé một chút. Bây giờ mình sẽ để cho FPS max 0 nha, để cho gọi là FPS có thể cao nhất có thể, xem là trên màn hình này có mượt mà không nhá. Thì đây, em nhìn ở đây đã lên 1000 rồi, nhưng phải vào game xem thế nào nhá. EasyBot này, vào đấm đá phát cho các bạn biết xem câu chuyện như nào. Hung thần gaming phải chơi 240Hz thì nó mới chất đúng không ạ? Đầu đang sang địch đóm rồi. Ok anh em ơi,
Thực sự thì bây giờ mình thấy là cái trải nghiệm chơi game trên em máy này rất là mượt mà. Mấy cái pet của mình đang luôn luôn ở trên 250, 200 nhiều khi là 500 cơ. Và chơi game thì công nhận là 240Hz mượt thật đấy. Bước từ một chiếc màn hình 60Hz đã thấy nó mượt lắm rồi. Và mình, bản thân mình nhá, mình cũng đang sử dụng nhà một chiếc màn hình ViewSonic nhưng mà 144Hz thôi. Và mình cảm thấy 240Hz là một cái gì đó nó mượt hơn kha khá đây anh em ạ. Và cái một cái điều mà anh em lo ngại về một cái tấm nền VA như chiếc màn này nhá. Tại vì đây là tấm nền VA anh em ạ. Cong như này thường là tấm nền VA. Thì cái tấm nền VA này anh em sợ là nó sẽ bị bóng mờ này, sẽ bị là không được mượt mà này. Nhưng mà không nhá, qua những trải nghiệm của mình đây, anh em có thể để ý này, những cái dòng chữ, những mọi thứ này đều khá là nét nhá. Và bóng mờ của nó hiện tượng mình cảm thấy tương đối là ít. Và cái việc mà sử dụng một cái tấm nền như này ấy, thì mình cảm giác rằng đây là một cái lựa chọn là rẻ hơn một chút, để giúp cho anh em có thể gọi là vẫn là vua của gaming mặc dù tiền không có nhiều đó. Và tất nhiên rồi, một cái tấm nền VA này đúng không, tuy nhiên nó sẽ không được tốt như là IPS, nhưng mà nó vẫn là đẹp hơn rất nhiều so với cả một tấm nền Tenor anh em ạ. Về cái độ phủ màu này, về các giải màu sắc này, nhưng mà cái chính ý là tấm nền VA nó rẻ hơn, khiến cho chúng ta có một chiếc màn rẻ hơn như này. Và nếu mà anh em để ý thì mình chơi này nó mình sẽ hơi bị cúi đầu xuống, nhưng mà chiếc màn này đúng không, tuy là nó không có nghiêng ngửa cụp hay gì cả, nhưng mà nó sẽ có đây, nó sẽ có ngửa ngửa chút cho anh em này, để cho anh em có thể tập trung đúng vào trong chiếc màn chúng ta để chơi game chuẩn văn chỉnh ở trên chiếc màn này. Và với một độ cong 1500R này ấy, thì anh em sẽ phải ngồi ở một khoảng cách cách đây khoảng tầm, cho mình nhớ là hình như là 60 hay 50cm ấy, thì nó sẽ là phẳng tất cả. Tại vì nếu mà anh em nhìn xa quá đúng không, em nhìn xa quá như này này, thì anh em sẽ bị cảm giác nó bị cong hơn một chút. Và anh em ngồi gần gần tầm này thì là hoàn hảo luôn. Và như mình ấy, mình chơi game ấy, mình lúc nào cũng ngồi khoảng tầm gần như này thì mình có thể tập trung 100% vào cái tầm ở giữa đây. Đấy, chiếc màn này thực sự công nhận là đẹp đấy, công nhận là mượt đấy. Nhưng mà bây giờ mình cùng hãy thử ở một tựa game gọi là nặng hơn một chút đi, để xem là cái adaptive sync của nó có hoạt động tốt không nhá. Sau khi mà mình bật cái G-Sync ở bật cái adaptive sync ở trong này này, trong cái menu này anh em để ý này. Đấy, bật adaptive sync lên nhá, ở khu vực này thì mình sẽ để on rồi nhá. Thì ở trên cái Nvidia control panel sẽ có hiện luôn, đó chính là setup G-Sync ở đây. Và ở trong này tất cả những chiếc màn hình nào có adaptive sync thì có thể gọi là có G-Sync compatible, và chúng ta có thể bật hết lên này anh em nhá. Đấy, enable G-Sync này, enable setting so cái màn hình này và apply. Đấy, thế là nó sẽ nháy một tí, nó sẽ nháy một tí thôi. Và lâu ghê. Ok, sau khoảng tầm một lúc nó bắt đầu nháy thì nó đã quay trở lại rồi. Mình tháo dây ra, mình cắm lại thì nó quay trở lại rồi. Và anh em có thể để ý này, nó sẽ có một cái dòng chữ ở đây này. Selected display is not validated as G-Sync compatible. Tất nhiên rồi, cái G-Sync compatible ấy, nó sẽ phải là một cái tấm nền mà được Nvidia họ công nhận sẵn rồi cơ, thì mới có adapt với, mới có thể compatible được. Nhưng mà ấy, cái việc mà anh em bật lên thì cũng không có vấn đề gì hết. Đảm bảo rằng anh em sẽ có một chút vấn đề gì. Ví dụ chẳng anh em để ở độ sáng quá cao đâu, thì cái G-Sync compatible nó sẽ không được hoạt động tốt. Cái adaptive sync nó hoạt động không tốt nhất. Nếu mà anh em sử dụng một chiếc cặp màn hình AMD đâu, thì mình có thể đảm bảo rằng anh em có thể chơi mượt trên màn luôn. Nhưng mà hiện tại đây thì chúng ta có thể bật lên thôi, nhưng chắc chắn sẽ có một chút vấn đề nhỏ khi mà anh em dùng. Nếu mà anh em cảm thấy ví dụ như chẳng hạn như là anh em đang ở mức FPS cao quá đi, xong rồi màn hình bị chớp nháy thì anh em bật tắt adaptive sync cho mình nhá. Đấy là một cái gì mà anh em gọi là muốn trải nghiệm thôi. Bây giờ mình bật vào Apex xem nào nhá. Ok, hiện đây thì mình đang ở trong gọi là sàn đấu của Apex Legends. Mức FPS của mình đang rơi vào khoảng tầm 140, 140 mấy gì đấy, tức là chỉ có khoảng tầm một phần, nói chung chưa đến được mức 20, 240 đúng không? Thì khi mà nếu mà anh em chơi một chiếc màn hình mà không có adaptive sync ý, cái việc mà sử dụng một cái màn hình như này này với mức FPS như thế sẽ khiến cho cái màn hình của anh em bị, đó chính là xé hình. Nhưng mà hiện tại đây mình bật adaptive sync rồi và mình đang xoáy rất mạnh này, thì mình không hề cảm thấy có bất kỳ sự xé hình nào nhá. Mà đặc biệt ấy, khó chịu nhất là cái sự xé hình ở nằm ngay giữa màn hình này thì không hề bị luôn nhá. Chỉ có một chút là do bật adaptive sync lên là mình cảm thấy hơi có một tí bóng mờ thêm. Nhưng mà khi mà mình di chuột nhanh này thì sẽ không hề có một chút xé hình nào cả ở các khu vực này. Nhưng mà kể cả anh em bật slow motion lên thì cũng chắc chắn là sẽ không có đâu. Và mình cảm thấy rằng cái trải nghiệm ở trên chiếc màn này là rất là ok. Nhưng mà anh em không muốn chơi game đâu, anh em muốn mua một chiếc màn như này để còn có thể gọi là làm việc và học tập đồng thời và xem phim nữa. Bây giờ mình hãy cùng thử test màu trên em này xem như nào nhá. Ok, đây mình đang có trên tay mình đây, đó chính là một chiếc Datacolor Spider-X. Đây là một cái thiết bị cân màng và một thiết bị đo đạc màng khá là tín ở trên thế giới hiện tại. Bây giờ thì mình cùng thử đo trên chiếc màn này nó ngon nghẻ không nhá, độ chuẩn màu nó có ngon không nhá. Display analysis này, để color accuracy rồi mình chỉ cần quan tâm tới cái độ chuẩn màu thôi. Rồi thì begin test. Đó,
check 48 màu cho anh em luôn nhá, cho nó chuẩn vẫn chỉ nhá. Ok, thì hiện tại cái độ chuẩn màu của chúng ta, ui dồi ôi, rất ngon anh em nhá. Trung bình, ok, cao nhất đi. Mình chúng ta nói về tiêu cực đi. Cao nhất, cái độ lệch màu cao nhất là 5,39. Delta là đạt 5,39. Nhưng mà trung bình là dưới 2 anh em nhá, 1.66. Và chúng ta sai ở các khoảng nào? Chúng ta sai ở các khoảng đen này, những màu nâu này thì bị sai này. Và tất nhiên rồi, đa số các màn nhá, kể cả màn Pro Art đi chăng nữa thì vẫn bị sai ở màu xanh. Nhưng mà anh em nhìn đi, những giải màu khác này, đỏ này, hồng này, vàng này, vân vân xanh lá cây các thứ kiểu thì đều rất là chuẩn luôn. Điều này có thể chứng tỏ rằng tuy đây là một tấm nền VR, tuy đây là một màn hình chơi game, nhưng mà chiếc màn này vẫn có thể đáp ứng được cái nhu cầu xem phim, làm việc bình thường của anh em. Và bây giờ thì mình thử cân cái màn này xem nó có hỗ trợ không nhá. Mình sẽ để ở độ sáng gamma là 2200 này, với cả độ màu Kelvin là 6500 nhá. Và thế thôi, và mình để full can để cho nó chuẩn chỉnh. Tiếp theo nữa là mình sẽ đặt lên bàn để nó check, để cái này nó có thể check màu, check xem là phòng mình có sáng không. Ok, check này. Phòng rất sáng. Ok, từ để thì back lại đã. Phòng rất sáng và độ sáng lên là 200, nhưng mà mình không thích, mình cứ thích cao nhất cơ. Rồi, tiếp theo này, đặt spider lên đây. Next. Rồi, và cái quá trình này sẽ mất khoảng thời gian. Save này, ok. Next. Đây, nó sẽ có cái điểm so sánh giữa hai cái màu khác nhau để anh em có thể nhìn rõ hơn. Đây là chỉnh rồi này, chưa chỉnh này, chỉnh rồi này, chưa chỉnh, chỉnh rồi đấy. Cái màu sắc các kiểu đều tươi hơn, đều đẹp hơn, đều sáng hơn. Đó, và bây giờ thì anh có thể thấy độ phủ màu đúng không? 94% giải màu sRGB này, 70% giải màu NTSC này, 73% giải màu Adobe RGB này, và 74% giải màu DCI-P3. Đây là một chiếc màn hình có thể nói là có một cái độ giải màu rất là tốt. Thực sự ấy, nếu mà nói một chiếc màn hình gaming thì đây là một chiếc màn hình cực kỳ tuyệt vời. Với mức giá 7 triệu của nó, chúng ta đã đạt được 240Hz rồi. Và màn hình chúng ta đã đẹp hơn rất nhiều sau chỉ có là một lần cân thôi. Mình cảm thấy rằng nếu mà anh em nào nhỡ tay nhờ bố mẹ mua được chiếc màn hình này thì anh em đảm bảo sẽ có một trải nghiệm chơi game cực kỳ là tuyệt vời trên một chiếc màn như này luôn. Và đặc biệt nếu mà anh em có một chiếc màn hình AMD nữa thì nó còn sáng còn đẹp hơn nữa cơ. Adaptation bật phát lên luôn đấy. Rồi, nói chung nếu mà anh em có thể hứng thú với một chiếc màn như này, một chiếc màn gaming giá rẻ 77 triệu 240Hz, Visionic các thứ kiểu 27 inch, các thứ VR các kiểu, thì hãy check ngay đường link dưới mô tả nhá. Tại vì đây mình có thể đánh giá là một chiếc màn hình cũng khá là ngon nghẻ đấy. Nếu mà anh em có thể hứng thú hơn ấy, một chiếc màn hình một gọi là gaming hơn ấy, mà muốn đẹp hơn nữa ấy, thì có thể gọi là nhìn sang, đó chính là dòng XG của Visionic XG2431, còn đấy cực kỳ là ngon luôn. Mình có thể nói là cực kỳ là ngon luôn. Con này chỉ là rẻ hơn 1 triệu mà chúng ta vẫn nhận được như thế này thì đúng là quá là tuyệt vời. Nói chung là cảm ơn anh em đã xem cái video này. Hy vọng rằng là nó có thể đem lại những thông tin hữu ích cho anh em. Và hẹn gặp anh em tại một video sau nhé.